Như vậy thì trong cái phần ủy quyền này nó có rất là nhiều cái để chúng ta ủy quyền các bạn. Như vậy ví dụ như ở trong này các bạn nhìn thấy cái bảng ủy quyền nè, đây. Tạo, xóa, quản trị user. Hoặc là bạn reset password cho cái user. Đó, hoặc là đọc được cái thông tin của user. Nếu như là một user bình thường thì không làm được việc này. Chỉ có admin mới làm được. Như vậy thì mình sẽ phân quyền cho một user nào đó quản trị một cái vùng, một cái OU. Thì cái user đó sẽ có được quản trị trên cái vùng mà mình quản trị. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái admin. Rồi, chúng ta sẽ giả sử đối với lại cái kế toán 1. Mình cho bạn kế toán 1 này ở chỗ này cái repression này nè. Mình sẽ ghi vô đây là bạn này là trưởng phòng. Để làm gì? Để mình dễ nhận diện thôi. Chứ cái chữ trưởng phòng này nó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ cho mình biết là kế toán 1 là trưởng phòng, kế toán 2 không phải. Vậy nhiệm vụ của mình bây giờ là mình có thể là cho các bạn kế toán 1 này được cái quyền tạo user trong cái OU kế toán. Còn trong các cái OU khác thì không được. Chỉ có tạo được trong OU kế toán thôi. Như vậy thì để mà bạn này tạo được á thì bạn này phải vào được cái Active Directory. Như vậy tạm thời mình sẽ thực nghiệm trên chính cái server này. Còn sau đó thì mình sẽ làm một việc tiếp theo là bạn này đăng nhập ở cái máy client nhưng lại mở được cái Active Directory này. Cái đó là bước tiếp theo. Còn cái bước hiện nay là mình sẽ thử ở trên chính cái server. Như vậy việc đầu tiên là mình cho cái bạn KT1 này được quyền log on ngay máy server. Vậy lúc nãy mình đã làm việc này rồi. Ha, bây giờ mình sẽ vô mình làm lại để cho phép cái user kế toán 1 được log on trên chính cái máy server này. Mình vô mình làm lại. Như vậy chỗ cái domain controller policy mình sẽ vô mình set cho cái phần policy bảo mật local policy user right. Lúc nãy mình đã set cho IT 1. Bây giờ mình set cho bạn tiếp theo là kế toán 1. Sau này khi mà các bạn đã thực hành được phần này rồi thì mình không cần cấp cho bạn này log on tại server, không cần thiết. Bạn này có quyền log on trên máy client của các bạn. Nhưng mình sẽ cài thêm cái phần là vào được cái phần quản trị user. Đó. Rồi, như vậy cho phép được log on và mình sẽ update cái group policy để cho bạn này log on. Và mình sẽ thử ha. Mình sẽ thử trước khi mà ủy quyền thì các bạn kế toán 1 này làm được gì. Rồi mình sẽ log để mình set cái password này đã để đảm bảo rằng password đơn giản. Mình vô cho nó dễ. Hôm trước mình đã set password rồi nhưng mà mình không có nhớ thì mình set lại đi. Password 123. Log out và mình vô lại bằng kế toán 1. Kế toán 1 password 123. Lần đầu vô thì nó hơi chậm tí bởi vì nó tạo profile. Rồi sau khi mà mình vào rồi thì mình vào cái cửa sổ để quản trị user dsa.msc. Thì chỗ này nó hỏi là user là gì, password là gì. Thì tất nhiên mình không có quyền admin đâu các bạn. Bởi vì cái bạn kế toán 1 này chỉ biết mỗi cái kế toán 1 thôi. Mình không cho quyền admin. Cho nên là mình đưa vô đây là kế toán 1 password 123.
đăng nhập vào. Và trong phần quản trị này, các bạn thấy là mình thấy được cái AMC, mình thấy được AMC 100, IT vào được, kế toán vào được. Như vậy mình xem thử là đối với kế toán 2, mình chọn property. Đó. Rồi, thấy ha. Mình click chuột phải, nó cho new không? Không. Kế toán 2 này không được quyền new, không được quyền tạo user. Vậy bây giờ mình sẽ ủy quyền cho kế toán 2 được quyền tạo user. Ủy quyền thì mình phải quay trở lại với lại cái quyền admin mình mới ủy quyền được. Order, mình quay qua quyền admin. Rồi, sau khi mà mình đã vào được quyền admin thì các bạn sẽ vào lại cái phần policy để mình ủy quyền. Group policy. Hồi nãy là mình chưa ủy quyền ha, mình test là không được rồi. Thì bây giờ mình vô lại đây. Như vậy thì trong cái phần ủy quyền này, mình vào cái OU kế toán. OU kế toán. Click chuột phải lên cái OU này. Đó. Ở chỗ này, Group Policy. OU kế toán. Đây, trong phần này các bạn nhìn lại ha. Khi mà chúng ta đã vào được có OU đó rồi, bạn sẽ click chuột phải OU và chọn Delegate Control. Delegate tức là phân quyền, ủy quyền cho ai đó. Ủy quyền cho ai đó thì chúng ta sẽ vào cái Active Directory. Chúng ta sẽ vào cái Active Directory DSA.msc. AMC kế toán. Bạn sẽ click chuột phải lên đây và bạn có cái menu là Delegate. Đây. Và trong này chúng ta sẽ chọn Next. Và nó sẽ hỏi là cho cái user nào hoặc group nào được ủy quyền. Các bạn chọn vô đây. Các bạn chọn KT1 checkname. Có. OK. Next. Đây, cái bảng của chúng ta đây. Như vậy thì cái KT1 này được quyền làm gì? Ví dụ tạo, xóa, sửa account, set được password, được set lại password, hoặc được tạo, xóa, sửa group, tức là những cái group con ở bên trong, được thay đổi thành viên trong group. Rồi được tạo, xóa, sửa những cái thông tin liên quan đến account. Đó, như vậy thì mình sẽ cấp cho hai quyền. Một là tạo, xóa và quản trị account. Reset password. Next, mình cho hai quyền thôi. Finish. Như vậy là mình đã thêm được cho KT1 được quyền trong cái OU kế toán. KT1 được quyền trong cái OU kế toán. Đóng lại, cập nhật lại. Và mình quay trở lại mình test một lần nữa. Quay trở lại test một lần nữa, mình sẽ log on vô lại với cái quyền KT1. KT1 password 123. Và chúng ta vô tạo user thử xem được không.
KT1 password 123. Mình vô cái OU. Mình vô kế toán. Click chuột phải. Các bạn đã thấy cái menu new chưa? Đây, trong này nó xuất hiện cái menu new. Và mình chỉ có tạo new user. Như vậy được quyền tạo. Bây giờ mình thử qua bên kinh doanh coi. Cũng là kế toán 1, nhưng mà mình qua cái OU là kinh doanh. Click chuột phải. Không thấy new đâu hết. Như vậy bạn kế toán 1 này chỉ được làm việc trên cái OU kế toán, còn OU khác không có quyền. Rồi ví dụ như kế toán 2 bị sai path, mình có thể reset path. Vậy thì đối với lại bạn nhân sự đi, mình click chuột phải, reset được hay không? Không cho phép. Nhưng đối với lại kế toán KT2 reset bad được, bởi vì bạn được cấp quyền làm việc này đó. Kể cả ví dụ bây giờ đối với KT2 property, trong này nó có phần account, mình chọn là lock account, là khóa cái user KT2 này không cho sử dụng luôn, là nó có quyền đó. À, như vậy thì giống như là mình đang phân cấp cho kế toán 1 quản trị cái OU kế toán. Còn nếu mà bạn mở rộng hơn, giống như nãy thầy nói là công ty của Tuấn Anh chẳng hạn, thì bạn có chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Hà Nội, thì bạn có thể là cho mỗi user quản lý một vùng, một cái OU của vùng đó. Ha, nó là IT chi nhánh. Thì đó là về phần ủy quyền. Như vậy các bạn sẽ thực hành lại, tạo cho mỗi phòng ban một bạn trưởng phòng, và ủy quyền cho bạn trưởng phòng đó được hai quyền: tạo, xóa, quản trị user, và một quyền nữa là reset path. Thì trên chính cái phòng ban của mình. Đó là bài thực hành của các bạn bây giờ.